Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi trở lại của quý vị khán thính giả. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất là hân hạnh xin được tiếp chuyện với Senator Lou Carrera cũng như là nhạc sĩ Nam Lộc, thưa quý vị, về một cái gọi là cái sự kiện. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái sự kiện nó rất là quan trọng và quan trọng đối với anh Việt Dũng, anh gia đình của anh Việt Dũng nói riêng cũng như là cộng đồng Việt Nam chúng ta nói chung. Đó là với cái new gọi là Việt Dũng Human Rights Memorial Highway Sign sẽ được chúng ta sẽ được thấy tại gọi là quận Cam. Nếu mà quý vị từ xa, từ những cái nơi xa mà đến thăm viếng miền Nam California thì chắc chắn quý vị sẽ thấy cái sign đó trong thời gian rất là gần. Và đây là một cái tiến trình tôi nghĩ rằng là nó rất là công phu đối với ông Senator Lou Carrera thực hiện, thưa quý vị. Can you please share with our viewers briefly about the process of getting the CSR 85? Absolutely. This is a special process. It's not easy, but it is one that is reserved for important events, to highlight important historical events, people in the state of California. And so what I did was essentially wrote a resolution, sort of like a law, that is then voted on by the legislature. And I'm proud to say that every senator voted for this resolution after I explained to them who this great man was and what he stood for. Unanimous vote on the Senate to approve it. And so now that it is approved, I believe in maybe 90 days, we will actually have the sign prepared and ready to go. The process is an important one, but the end result of the process is even more important because all of us remember him as a great man, as a humble man, hard worker. Yet what I want is when people drive down Beach Boulevard and when they see his sign, when they see his name, I like the children to ask, who is this person? Mom and Dad, can you tell me what the history is here? Why did they put up this sign? And what does it mean? Why is his name there? And that's the way you stimulate people to start thinking about their history, their culture, and why it is so important that we do symbolic gestures like this to honor those that have made difference in people's lives. Right. Và riêng chú Nam Lộc thì tôi nghĩ rằng là chú có rất là nhiều kỷ niệm mà làm việc chung với anh Việt Dũng cả mấy chục năm qua. Thì chú nghĩ sao nếu mà anh Việt Dũng còn sống mà biết là cái sign này dành đặc biệt cho anh? What Dũng, would he say? Dạ vâng, Dũng là một người rất là humble, rất là vâng. Nếu mà bằng cớ là chúng tôi làm việc, đã có nhiều lần anh em và nhiều tổ chức đề nghị để vinh danh Việt Dũng khi còn sống, anh luôn luôn xin phép để được không dám nhận những cái vinh dự đó, và anh cho rằng là đây là cái bổn phận. Cho nên anh là một người, nếu mà anh còn sống mà thượng nghị sĩ đề nghị thì chắc chắn là anh sẽ xin cảm ơn thôi. Nhưng mà khi mà anh đi rồi thì cái việc làm của thượng nghị sĩ không phải chỉ là ông ngưỡng mộ anh Việt Dũng, nhưng mà ông nhìn thấy cái sự ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng của tên tuổi cũng như là thành tích của anh Việt Dũng đối với thế hệ chúng ta cũng như thế hệ sau. Đặc biệt là khi mà ông nhắc đến thế hệ trẻ, tôi kinh nghiệm thấy Việt Dũng là một con người rộng lượng. Anh đi đâu đó, anh cũng chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân của anh. Anh dạy cho từng những người trẻ tranh đấu, vận động, và ngay cả trong lĩnh vực truyền thông, tôi thấy anh bay đi cả Úc Châu, Canada, đi những miền Đông Hoa Kỳ. Những em trẻ nào mà muốn bước vào lĩnh vực truyền thông, anh ấy đều hướng dẫn cả. Cho nên khi mà thượng nghị sĩ vừa nói là khi mà cái bảng để trên đường, trên cái freeway 39 á, cái xa lộ 39 á, các em sau này sẽ hỏi cha mẹ là ủa tại sao lại để vinh danh ông Việt Dũng là một human rights activist, thì chắc chắn cha mẹ sẽ cắt nghĩa ông nó là ai. Và tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng và thành tích công việc của anh Việt Dũng, nhất là cái việc tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền, thưa quý vị, là cái điều quan trọng. Tức là khi những thế hệ trước có thể lớn tuổi, không còn hiện diện, không còn hoạt động nữa, thì các em trẻ là những người tiếp nối công việc này. Và nếu những thế hệ đi trước không chia sẻ, không trang bị cho các em, thì tôi sợ rằng chúng ta sẽ mất đi những cái thành tích hay là những cái công việc làm mà đã có dành cho cộng đồng chúng ta từ nhiều năm qua. Cho nên cái việc mà để một cái bảng để nhắc nhở, thứ nhất là đây là, có thể nói là theo tôi thì đây là một người Việt Nam, gốc Việt Nam đầu tiên có một cái vinh dự này.
Nhưng mà điểm thứ hai quan trọng như ông từng nghệ sĩ vừa nói, you are so right when you say that when you drive and when the young generation pass by, they will wonder who's this man. So that is so important that the message have to be go through to them, for them to find out who this man is. That's correct. It's part of history, and that's why I think, you know, we're very fortunate to live in this country, because there are so many great historical figures that contributed so much to this country. I've recently learned about the great Mr. Cesar Chavez by watching his film recently, interview the filmmaker and interview the actors who portray these characters alongside with Mr. Cesar Chavez back in the 50s and 60s. So that's something that I think that, like you said, Mr. Chunam Lau, that, you know, Senator, you raised up such a good point that, because this is something that down the road, second, third, fourth, fifth generations of our community will definitely learn and will appreciate people like Bizung, people like, you know, Mr. Cesar Chavez, and on, I think, because they contribute so much. And I do have a question, because you've been, you know, involved in California politics for so many years, serving in the California State Assembly, the Orange County Board, County Board of supervisors, and now as California State Senator, are there human rights related issues that you are concerned about in the state at this moment? Absolutely. California continues to change. The California when I was growing up is not the California of today. Mm. And 100 years ago, it was a different California. Mm-hmm. And with change comes different challenges. For example, right now we are working on a measure in Sacramento to essentially really apologize for the 1800s for the Chinese Exclusion Act, where in 1800 they passed laws that says no more Chinese. So you look at every generation and we look back and there are things we've done, we say, those weren't right. So today, what we want to do is, me personally, try to see where is it in human rights that we can advance the ball. Clearly, the number one issue for me is the rights of immigrants from all over the world. Okay, you come to this country, you come to work really hard, and the doors are shut on your face. Now, I think we should recognize the hard work, the intellect, what makes this country great. Edison was an immigrant. Many great people in this country were immigrants, and we forget that. Human rights of immigrants, human rights of the mentally ill, human rights of autism, bullying in our schools when our children are picked on, injustices. So those are the kinds of things that at the state up there, we can pass a law and say we've done it, but really it's at the local level, the human relation, the one-to-one that we need to focus on, and to make sure that we respect each other. That's right. We respect each other. That's what I tell my children, that, you know, when you see somebody that's different, you don't walk away. You go up and you meet that person, you talk to him, and find what common bonds you have. What is it that you and I share? What are the histories that we share? We can say, ah, there's an area we can work from. Right. That's the way California needs to work in the future. Dạ vâng. Theo tôi thì cá nhân tôi những gì mà anh Việt Dũng đã đóng góp cho các tập thể của những người di dân nói chung và cộng đồng người Việt nói riêng, thì tôi có thể nói với tất cả quý vị cũng như Tố Uyên là tất cả những cái chương trình di trú và tị nạn tôi thực hiện, anh Việt Dũng đã là một trong những người mở cái diễn đàn này cho tôi từ năm 1992. Thưa quý vị, thấm thoát như vậy là đã 22 năm rồi. Và chương trình đó đến ngày hôm nay vẫn tiếp tục ở trên đài phát thanh Radio Bosa và đài truyền hình SBTN. Tôi không thể nào ngờ được là từ khi Việt Dũng đề nghị tôi làm cái chương trình trực tiếp truyền hình, trực tiếp truyền thanh từ Hoa Thịnh Đốn, trong cái việc mà khi nước Mỹ đang đi vào cái cuộc vận động để thay đổi những
cái điều luật về vấn đề xã hội, immigration and then social service reform in 1992. Việt Dũng is the one who opened the doors, and also he's the one who first interviews me. And I have no idea that after 22 years, I still have the program going on. Really? Without, he's the one who opened the door. Và thưa quý vị, những cái chương trình mà, even on SBTN, I have the Immigration and Refugees Program weekly, non-stop in the last 22 years because of Việt Dũng, who opened the doors. We're talking about the legal rights, the right of immigrants, the right to be a refugee, the right to be a political asylum, apply for those, you know, educated people about their rights as an immigrant. Also for Việt Dũng, and he's the one who opened the door 22 years ago. That's beautiful. When we're talking about immigration and reforms in 1986, you probably remember the process. Dạ vâng, thưa Tú Uyên, có thể nói ngày hôm nay tất cả những chương trình mà tôi được thực hiện, mà quý vị cũng như cho phép tôi phục vụ quý vị, là được người mở cửa chương trình này chính là anh Việt Dũng. Dạ vâng, cảm ơn chú Nam Lộc. Thank you so much, Senator, for your precious time today. Would you like to share with our viewers any final words? Just again, thank you very much for listening today, and I hope you'll join us at the great inauguration of this great memorial commemoration. And again, I'm State Senator Lou Correa, and I work for you. Thank you very much. Thank you, sir. Cảm ơn chú có những lời chia sẻ cuối cùng có thể gửi đến cho quý vị khán thính giả. Dạ vâng. Thưa quý vị, một lần nữa chúng ta ngồi ở đây ngày hôm nay để trước hết là cảm ơn những đóng góp của anh Việt Dũng đã để lại quá nhiều và quá lớn lao. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng đóng góp, chúng tôi xin lỗi, cũng cảm ơn ông Thượng nghị sĩ Lou Correa và các thượng nghị sĩ của tiểu bang California và rất nhiều các nhân vật chính khách khác đã vinh danh những đóng góp lớn lao của anh Việt Dũng. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn quý vị cũng đã cho phép chúng tôi được chia sẻ những giờ phút thật hãnh diện này của cộng đồng người Việt chúng ta nói chung và của anh chị em đài phát thanh Radio Bosa cũng như là đài truyền hình SBTN nói riêng. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn chú Nam Lộc. Thank you, Senator, so much. Thank you. Dạ vâng, thưa quý vị, cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin kính chúc tất cả quý vị có một ngày thật là hạnh phúc và bình an.